Chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh Chậm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Chào mừng các bạn đến với chủ đề đầu tiên của chuỗi podcast Tái tạo tư duy cho thế kỷ 21. Mục đích của chuỗi nội dung này là giúp bạn chuẩn bị những tư duy cần thiết nhất để thích nghi với cơ hội lẫn thách thức lớn ở trong thế kỷ này. Các bạn ơi, không biết là trong giai đoạn dịch Covid-19 lại đang bùng nổ trở lại thì mức độ ảnh hưởng mà mỗi người chúng ta đang chịu là như thế nào? Và Phương rất chia sẻ với bất cứ ai đang thấy mình ở trong một hoàn cảnh không thuận lợi. Chính bản thân Phương cũng thấy tâm lý của mình bị ảnh hưởng ở phần nào đó. Tuy nhiên, Phương cũng thấy rằng nếu như cùng là một khó khăn chung không thể tránh khỏi thì có người sẽ mắc kẹt ở trong tâm thế nạn nhân, trong khi người khác lại có tâm thế nghệ nhân. Tức là biến chính những rào cản khó khăn đó thành chất liệu cho sự phát triển, thành một lực thúc đẩy cho sự rèn luyện bản thân mạnh mẽ hơn, tích cực hơn. Từ năm ngoái khi dịch bệnh bùng phát, tự bản thân Phương cảm thấy rằng chính mình đã có cơ hội để xoay chuyển lại những cái gốc rễ và tư duy sâu xa bên trong chính mình, mà trong đó có tư duy về tiền bạc, về tinh thần kinh doanh chân chính như Phương đã chia sẻ ở trong series về Money IQ, đồng tiền hạnh phúc. Rồi từ đó, Phương bắt đầu nung nấu những cái cách thức mang dịch vụ của mình đến nhiều người hơn với chi phí rẻ hơn, có thể học được bất cứ lúc nào và bất cứ đâu. Và Phương đã lang thang, đi học rất là nhiều và để ý đến trải nghiệm học online của nhiều khóa học trong ngoài nước. Phương không chỉ ghi chép lại những gì mình thích và không thích mà còn học hỏi cách thức truyền tải của giảng viên, học hỏi một số các mô hình học ở nước ngoài để mà Phương nhận thấy rằng có những cái khóa học chỉ trọng về truyền tải kiến thức từ giảng viên đến học viên, còn có những khóa thì có thêm tương tác khi người học đang học trực tiếp cùng với giảng viên, nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở đấy. Và cuối cùng thì cũng có những cái khóa có cái cơ chế thúc đẩy hành động rất là hay để cho người học có cái động lực để mà thực hành ở trong thực tế nữa. Bạn biết đấy, nếu không có một số cái cơ chế phù hợp thì tỷ lệ bỏ cuộc của người học trực tuyến có thể khá là cao, do là không có gì ràng buộc, không có ai chứng kiến, kiểm soát hay giúp cho bạn theo dõi tiến trình cả. Cuối cùng thì sau thời gian ấp ủ, dự kiến và thậm chí là thử nghiệm với một số học viên tiềm năng thì Phương cũng cho ra đời được khóa học trực tuyến đầu tiên của mình mang tên Hành trình 21 ngày thân khỏe tâm an. Và Phương nói với mọi người rằng đây không hẳn là khóa học mà là khóa hành là chính. Tức là nhấn mạnh vào sự thực hành. Bởi vì Phương không tin rằng kiến thức lý thuyết chỉ nên để ở trong đầu thôi. Nếu như chỉ để ở trong đầu thì nó sẽ chẳng ích lợi gì cả và thậm chí còn gây hại, sẽ dẫn đến chúng ta có một cái tình trạng là rối rắm và đi vào tranh cãi với người khác nữa. Nhưng nếu như bạn đưa được kiến thức từ trong đầu áp dụng được vào trong thực tế, tức là học đến đâu hành đến đấy, thì cuộc đời của bạn sẽ thay đổi nhanh chóng. Bạn sẽ trở nên thực sự khác biệt với số đông những người học suông ở ngoài kia. Trước khi bắt đầu khóa học thì Phương muốn giúp các học viên tương lai nhận ra top 3 những rào cản trong tâm trí mà đang gây cản trở quá trình học tập và tiến bộ của 99% những cái người học. Nào, chúng ta cùng nhìn kỹ từng loại rào cản một, cách nó ngăn trở mình và học cách vượt qua nó nhé. Cái rào cản thứ nhất là mang tên quá bận. Đó là khi bạn nói tôi không có đủ thời gian. Bạn nghe có quen không? Thực chất, đây là câu nói phổ biến đến mức mà cả xã hội chúng ta dường như đang chấp nhận nó như một lý do từ chối hiển nhiên, một cái cớ chính đáng để không làm một điều gì đó. Chúng ta khoan vội bàn đến các cái bối cảnh khác, mà ở đây Phương chỉ nói đến bối cảnh khi ta đang cố gắng học, cố gắng thay đổi bản thân theo cách tích cực hơn mỗi ngày. Ở một mức độ nào đó thì điều này là chính đáng thôi. Ai mà chẳng đóng nhiều vai trò với các trách nhiệm đi kèm ở trong gia đình và xã hội, đúng không? Và việc cân đong lên về mặt thời gian sẽ giúp chúng ta phân tách được phần nào đó những cái thứ tự ưu tiên của mọi việc mình làm, dựa trên mức độ gấp rút đến đâu và quan trọng đến đâu. Tuy nhiên thì ở một mức độ mà nếu như bạn đang cảm thấy dường như là rất lâu rồi bạn không thực sự tiến bộ, không học hỏi thêm được gì cả mà chỉ đơn thuần là quá bận bịu thôi, thì đó là một dấu hiệu không lành mạnh. Lúc này, nhiều khả năng nguyên nhân của bận rộn là vì tư duy về mặt quản lý thời gian chưa được lành mạnh. Bạn có bao giờ ngừng lại và tự hỏi mình là tại sao mình lại luôn luôn bận rộn nhỉ? Vậy chăng là mình đang gán bận rộn với thành công? Mình có coi việc có nhiều cuộc họp, cuộc gọi đến, email cần trả lời là dấu hiệu của một người thành đạt không? Phải chăng mình đang coi việc làm thêm ngoài giờ là điều không thể tránh?
thậm chí là điều hiển nhiên trong môi trường của mình. Stress là chấp nhận được, là thể hiện được tính trách nhiệm hay chăm chỉ mẫn cán chăng? Phải chăng mình đang tự bới ra nhiều việc để làm chỉ để tránh né làm những việc thực sự quan trọng, hay tránh né đối mặt với một điều gì đó quan trọng nhưng không dễ chịu không? Phải chăng mình đang tin rằng chỉ khi làm việc thật vất vả thì mới dẫn đến thành công? Việc mà bây giờ mình có thể lùi lại, tự hỏi, tự trả lời và cả tự phản biện những cái câu hỏi trên sẽ giúp chúng ta phá vỡ những cái ảo tưởng về ý nghĩa của sự bận rộn. Bản thân Phương phải tự thú với bạn rằng trước đây, trong cả ý thức lẫn vô thức, Phương từng mắc kẹt rất lâu vào lối tư duy này. Lúc nào mình cũng tìm cách lấp đầy những cái khoảng thời gian trống của bản thân bằng cách làm cái gì đó, như là đọc sách, nghe podcast, xem video, check mail, trả lời tin nhắn, thậm chí là học nhiều khóa học cùng một lúc này, và bắt não bộ của mình phải bận rộn liên tục. Mình nghĩ rằng không nên để phí hoài bất cứ một phút giây nào cả, rảnh là một cái tội. Và mỗi một phút giây thì mình đều phải tranh thủ học một cái gì đó, làm một cái gì đó. Sau này mình mới thấy rằng việc không bao giờ để cho bản thân được nghỉ ngơi và hưởng thụ là những cái điều rất là đáng tiếc, và đó mới chính là cái tội. Nhưng mà hồi đấy thì Phương không nghĩ như thế. Hồi đấy thì mình cứ nghĩ về bận rộn như là điều gì đó tượng trưng cho tinh thần trách nhiệm, cho sự phấn đấu, phát triển cùng với thời đại này. Nhưng cuối cùng mình thấy rằng bận rộn chẳng để làm gì nếu như mình không có cái ý nghĩa của việc mình làm. Thậm chí là có lúc bận rộn sẽ trở thành một chỗ để trốn, để hèn nhát không đối mặt với những vấn đề thực sự trong cuộc sống, hay không đối mặt với chính những khó khăn nội tâm ở bên trong. Ví dụ như là mình đang có một cái sự bế tắc chưa giải quyết được trong một cái mối quan hệ nào đó, nhưng mình trốn vào công việc bận rộn để không nối lại truyền thông với cái người đó. Tâm trí của người quen bận rộn thì sẽ coi rằng dù sao thì làm việc vẫn dễ chịu hơn là phải đối mặt với cái chuyện kia. Nếu như sửa được cái gốc rễ tư duy này rồi thì về mặt phương pháp hay chiến lược quản lý thời gian thì sẽ không quá khó. Có rất nhiều video, bài viết hướng dẫn về mặt quản lý thời gian đang có sẵn ở trên mạng, nên mình cũng không nói quá chi tiết ở trong podcast này nữa. Mình chỉ xin chia sẻ nhanh hai điều quan trọng nhất đối với mình về mặt quản lý thời gian. Cái thứ nhất là về mặt phương pháp thì mình thường xuyên ứng dụng Pomodoro. Pomodoro là một cái phương pháp mà mình học được từ hồi còn là sinh viên, và có học từ một cái khóa học ở trên Coursera tên là Học Cách Học. Phương pháp này nói rằng độ tập trung của trí não một người bình thường chỉ tối ưu trong tầm khoảng từ 20 đến 25 phút thôi. Sau đó thì nên có một quãng nghỉ ngắn 5 phút cho não bộ. Trong quãng nghỉ này, mặc dù mình không ý thức đưa cái sự tập trung vào vấn đề đang giải quyết nữa, nhưng tiềm thức thực chất vẫn đang hoạt động để cố gắng xử lý vấn đề. Khi mình quay trở lại thì nhiều dữ liệu ngầm đã được xử lý, và mình có thể nhìn lại vấn đề với một góc nhìn mới hơn, sáng tạo hơn so với việc cố gắng xử lý nó theo chiều hướng cũ. Và vì vậy trong khoảng tầm 5 phút đó thì Phương để cho não nghỉ, ra ngoài trời hít thở không khí trong lành, đi tới cây chẳng hạn, rồi sau đấy quay trở lại. Về mặt chiến lược thì mình chọn cách đơn giản là đơn giản hóa mọi thứ, từ chuyện ăn, chuyện mặc, đồ đạc vật chất. Mình càng tích trữ nhiều thì mình sẽ càng mất thời gian để sắp xếp quản lý nó, thế là lại trở thành bận rộn. Nên tốt nhất là mình sống kiểu tối giản. Nhưng không chỉ là về chuyện vật chất đâu nha, về mặt thông tin cũng vậy. Mình cố gắng lược giảm bớt đi những cái thông tin đầu vào mà mình đưa vào não bộ. Có nghĩa là sao? Tức là đối với Phương thì Phương cực kỳ kén chọn nguồn sách báo mà mình đọc, gần như không xem newsfeed Facebook hay là tin tức. Rồi là nếu có giải trí thì cũng quy định khung giờ cụ thể với các kênh cụ thể, giới hạn thời gian cụ thể. Và đừng quên là con người cũng là một cái nguồn tin truyền miệng, vì vậy mình cũng khoanh vùng giới hạn những người mà mình tiếp xúc. Mình thấy rõ rằng trong xã hội, số đông người ta chạy theo vật chất là vì người ta có nhiều ham muốn, lúc nào cũng bận rộn để làm giàu vì người ta cần nhiều. Mà có bao giờ người ta tự hỏi rằng những kích thích ham muốn đó đến từ đâu không? Chắc chắn không phải từ trong sâu thẳm tâm hồn của bạn hay của mình hay của bất cứ ai. Chẳng qua là bạn và mình có thể sẽ bị dụ dỗ bởi những hình ảnh, những kích thích thừa thãi từ các kênh thông tin, truyền thông, những so sánh khi nhìn vào cái người khác sở hữu. Dần dần thì cái ham muốn đó lớn dần lên mà mình cứ tưởng là điều mình cần.
Còn khi mà bạn tối giản cuộc sống trên mọi phương diện, bạn sẽ nhìn rõ được nhu cầu thiết yếu của bản thân và nhận ra rằng hóa ra điều bạn thực sự cần thì không cần bạn phải bận rộn mới có. Rào cản số 2 mang tên quá ngợp. Ngợp cái gì? Ngợp chính lượng thông tin khổng lồ mà bạn đang vô tình hay cố ý thu nạp vào đầu mình mỗi ngày. Có nhiều bạn nói với mình rằng họ không thể tập trung đọc được hết một cuốn sách, cứ nhảy từ cuốn này đến cuốn kia. Rồi họ lại nói họ không thể tập trung học cho hết một khóa học, cứ đang học khóa này lại chuyển sang khóa học khác, một khi nó được quảng cáo khá là hấp dẫn. Thậm chí là không nghe quá được một bài hát mà giữa chừng là lại chọn một bài khác ở trong playlist. Nếu đó là bạn, thì câu cửa miệng của bạn có phải là "tôi biết rồi"? Nói đến chủ đề gì bạn cũng nói bạn biết rồi. Bạn biết rất nhiều vì bạn đọc rất nhiều, ham kiến thức, ham học hỏi đúng không? Và bạn luôn muốn thỏa mãn tri thức của mình. Tuy nhiên, từ biết đến hiểu là một khoảng cách khá là xa, mà chỉ có thể lấp đầy khoảng cách đấy bằng cách thực hành liên tục. Thế giới hiện nay đang cho bạn một menu dài dằng dặc những lựa chọn, cứ như là một đại tiệc buffet nhiều món vậy. Và bạn cứ thế đi một vòng, gắp mỗi thứ một miếng nhỏ thôi là đã mang về một chiếc dĩa ứ hự các món rồi. Nhưng bạn không biết rằng việc ăn mỗi món là một chuyện, sự kết hợp của các món đó lại với nhau có dễ tiêu được hay không lại là một chuyện khác. Tương tự thì về mặt thông tin, có thể bạn đang cố gắng phối trộn quá nhiều món với nhau vào cùng một lúc và não bộ của bạn chưa thể nào tiêu hóa hết được. Chỉ khi bạn thực hành thì bạn mới thực sự hiểu được lý thuyết. Đó chính là quá trình tiêu hóa kiến thức. Chủ đề này thực ra khá là sâu, cho nên Phương tổ chức một cái webinar tên là 3D Detox, chặn đứng rò rỉ năng lượng bằng thải độc tinh thần. Và Phương sẽ nói sâu hơn. Thì nếu mà bạn muốn thì bạn có thể click vào link đăng ký từ lúc này để mà cuối tuần chúng mình gặp nhau và chúng mình nói thêm nhé. Và đến cái rào cản thứ 3 là mang tên quá đuối, tức là tình trạng cạn kiệt sức lực, đặc biệt là đối với những cái người mà phải làm việc trên 8 giờ một ngày và sau đó cảm thấy không đủ sức để học hay làm gì đó để nâng cấp bản thân, phát triển bản thân nữa. Nếu bạn cũng trong tình trạng này thì hãy hỏi mình rằng loại tư duy nào đang thúc đẩy mình vào tình trạng. Tư duy Phương thấy nhiều nhất là dạng tư duy xếp việc gấp trước việc quan trọng. Việc gấp thường là những hối thúc bên ngoài như là công việc, như là cần check email ngay lập tức để xem đơn hàng. Đôi khi việc gấp đó cũng có thể là do mình tự tưởng tượng ra là gấp, như là một tin nhắn tinh đến thì mình trả lời ngay. Nhưng thực chất có gấp đến thế không? Và sau khi mà mình giải quyết hàng loạt những cái việc được coi là gấp đấy thì mình trở nên đuối. Trong khi việc quan trọng hàng đầu là học tập và phát triển bản thân thì lại xếp sau một ngày dài mệt mỏi, năng lượng não bộ đã sụt giảm trầm trọng và cơ thể thì rất là muốn nghỉ ngơi. Vậy thì bạn hãy giải quyết chuyện này bằng cách đơn thuần là xếp việc học lên trên đầu mỗi buổi sáng. Sáng dậy sớm, bạn có thể ngồi thiền hay vận động một chút. Rồi trước khi ăn sáng, bạn có thể bắt đầu ngày của mình bằng một bài học nhẹ nhàng. Có thể từ cái khóa học thân khỏe tâm an, học từ lúc 6:30. Hay bạn có thể đọc vài trang sách và ghi ngay xuống hành động mà bạn sẽ ứng dụng từ kiến thức vừa có được. Như vậy, ngày của bạn sẽ cực kỳ năng động và mới mẻ, tích cực. Còn khi tối về, cứ để cho cơ thể bạn nghỉ ngơi bằng các hoạt động thư giãn như thiền, đi dạo bộ, trò chuyện nhẹ nhàng với người thân, rồi là massage cơ thể, xông hơi tinh dầu hay là viết nhật ký cảm xúc chẳng hạn. Có một thiền sư đã nói rằng, để tập luyện cho cơ thể thì cần khiến cho nó năng động, nhưng để tập luyện cho tâm trí thì cần cho nó được đứng yên. Vì vậy, đừng khiến tâm trí của bạn quá xáo trộn thêm bằng cách học quá nhiều vào ban đêm nhé. Còn nếu bạn vẫn muốn học vào ban đêm thì hãy cho mình thêm một quãng nghỉ ngắn vào ban ngày để hồi phục năng lượng nha. Cũng sẽ có những lúc học vào ban đêm hiệu quả hơn ban ngày, đặc biệt là khi bạn thực sự thích thú với môn học đó. Nhưng hãy luôn luôn nhớ là ghi lại hành động cần thực hành ngay vào ngày hôm sau và đặt lịch cho nó nhé. Và đó là sơ lược về top 3 điều mà Phương muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay, như là những cái rào cản đang cản trở sự tiến bộ của bản thân bạn. Nhưng một khi bạn ý thức rồi thì việc vượt qua rào cản đó không quá khó đúng không? Một lần nữa, Phương mời bạn tham gia webinar 3D Detox để hiểu rõ hơn về cơ chế của não bộ và cách học tập hiệu quả
dựa trên việc thải độc trên ba khía cạnh đang gây quá tải cho người hiện đại. Đó là device, thiết bị, digital information, thông tin điện tử, và decision, quyết định. Webinar sẽ diễn ra từ 8:30 ngày 16 tháng 5 năm 2021, hoàn toàn miễn phí, và bạn có thể click vào form đăng ký trong mô tả podcast này. Bây giờ thì đêm đã khuya rồi và dế ngoài cửa phòng Phương đang kêu râm ran rồi nè. Hy vọng rằng Phương đã mang lại những cái giá trị hữu ích cho các bạn. Mình sẽ kết thúc podcast này sớm để được đi nghỉ đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau nhé.